Thằng Quế nó chiếm mồ vó TV rồi, phá hoại rồi. Chơi trò tivi mổ, chơi trò tivi, đây ấy đâu xem phá hoại rồi. À, lại chơi trò tivi cho bịt mổ, đùa nữa. Hay gì đấy? Ôi giời ơi, phá hoại, 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 phá Vâng, xin chào toàn thể các bạn nhé. Cái clip hôm nay là mình phải nói bé một chút, không thể nói to được. Bởi vì bố mẹ mình ở mãi sân trên đây kìa. Ở đây là có mấy đứa nhỏ nhà mình này, có đứa cháu này, cái con gái này. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip. Như các bạn cũng biết là bìm bìm nhà mình ấy, nó rất chi là thích ăn sâu. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ mang bìm bìm lên. Mình bảo bố mẹ mình là mình mang bìm bìm lên, mình mở hình con sâu ở trên tivi ra ấy, để xem là để con bìm bìm ở cạnh tivi ấy, để xem là nó sẽ có cái phản ứng như thế nào. Thì khi mà mình mở tivi lên ấy, thì mình sẽ mở xong ấy, mình sẽ mở tiếp một cái ứng dụng nữa là cái ứng dụng chôn vỡ màn hình tivi, các bạn chắc là cũng biết rồi. Thì sau mình sẽ cho một đứa nhỏ xuống gọi bà, bảo là bà ơi, bác Quế hay là bố Quế mang bìm bìm lên để cho nó xem tivi, thế là nó mổ vỡ tivi rồi. Để xem cái phản ứng của mình như thế nào các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem con bìm bìm của mình. Ở đây là cái con chó nhà mình này. Đấy, kia là cái đàn chó con, nó đang giúp ở trong này này. À, còn đây là bìm bìm nhà mình. Mấy hôm nay mình bắt nó trở rét thì mình đã phải rốt nó ở trong nhà này, mình không cho nó ra ngoài sân, không cho nó ra ngoài vườn. Thì bây giờ mình sẽ mang cái con bìm bìm này của mình ra. Nó có hai con. Đâu xem nào. Nó đang sợ mấy đứa nhỏ này. Thôi thôi, mấy đứa lên trên nhà trước đi. Lên trên nhà trước đi nhá. Không được nói gì đâu nhá. Im mồm. Đâu xem cái con nào là con ngoan nhỉ? À đây, đây đây là cái con ngoan hay sao ấy. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Để mình đậy nó vào đã nhá, các bạn nhá. Đứng đây để tao đậy vào, không con kia nó chạy ra. Nào. Đi. Đi, 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 đi. Đi lên nhà với anh nhá. Đi. Im. Mẹ ơi, con thử mang bìm bìm lên xem mở hình con sâu ở tivi xem nó có phản ứng gì. Cho nó ăn sâu nó thích nó, nhưng không biết nhìn ở tivi nó có biết mổ không. Đóng đóng cửa vào, đóng cửa vào, đóng cửa vào. Nhanh lên, bật điện lên cho bố. Vân Anh hay Hải Yến, bật điện cho bác đi. Đây đây, bật cầm mấy bóng điện lên cho sáng. Đây. Ôi, nó bay vào trong phòng rồi. Nó bay vào trong phòng rồi. Bật điện lên. Đâu rồi? Ôi, đỡ trên đỉnh màn. Từ từ nhá. Mày mới ỉa ở đây, tao vụt cho mày trận đấy. Bây giờ con cầm máy quay cho bố này. Để bố mở cái hình con sâu. Đây các bạn ơi. Các bạn ơi, để mình tháo cái pin điều khiển này ra đã này. Đây. Con quay về này. Héo ông bà biết đấy. Úi trời, chặt thế nhỉ. Đây. Mình chỉ cần tháo một quả pin ra thôi là nó không điều khiển được nữa các bạn ạ. Không sao cả. Có mở tin chắc mở được không? Mở được mà. Đây, điện thoại đi. Để mình sẽ điều khiển bằng điện thoại nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ. Đây các bạn này, mình sẽ mở cái hình con sâu này các bạn này. Điều khiển là gần như là không có tác dụng gì hết các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Đây nha, để mình tua lại cái đoạn đầu này, cái hình con sâu này. Đấy, thì nó lên tivi hình con sâu. Bây giờ con quay cho bố nào. Con chọn tivi đi. Để mình gọi con bìm bìm của mình ra đấy bạn nhé. Làm ra đi mày. Ôi dồi ôi. Mày đi ra đây chưa? Đấy. Làm ra đi mày. Đi. Đấy các bạn nhé. Để mình để con bìm bìm ra đây này. Đây. Đấy. Được rồi nhé. Bây giờ các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại này. Mình sẽ mở cái ứng dụng là tivi nó vỡ này các bạn này. Đây con quay vào đây cho bố. Đây nha các bạn nhá. Mình sẽ mở cái ứng dụng này này. Ấy. Cái màn hình tivi nó bị vỡ này, nó dài 15 phút ấy. Đây, các bạn nhìn thấy tivi nhà mình chưa? Ấy, giống tivi vỡ chưa? Đấy. Đây con bìm của mình nó vẫn ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ làm một cái âm thanh gì đó nhỉ. Mình làm một cái âm thanh gì đó. Sau bắt đầu chốc Vân Anh xuống gọi bà cho bác nhá. Sắt nó xuống đây, xoay một cái. Lấy cái lớp da này nhá.
Xong rồi, xong bác, bác vứt xuống cái là Vân Anh phải ra gọi bà luôn nhá. Ra gọi bà đi. Xem là nó thôi, mình. Hay mấy hiệu gì? Thôi,
đây là cái ứng dụng, đây là cái ứng dụng ở trên cái gì đấy. Đây, đây, con mở đây, 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 đây. Đây. Đâu xem nào, tao xem đây. Có thật hay không nào. Chim nào nó mổ chạm tim được, chạm tim được. Đây nhá. Đây là một cái video ở trên TV này. Đây nhá, con mở lại kênh của con đây nhá, tao muốn xem nhá. Đấy. Thế là đây cả bố, cả mẹ, cả nhà mày thì đây chưa? Đấy là trên TV chứ bảo mày là mình cái kiểu đấy, kiểu nặng. Đừng phá hoại lên đây. Không, đổi lỗi cho nó. Thôi nha các bạn nhé, video mình kết thúc ở đây nhé. Thế là mình sẽ xuân thành công rồi nhé. Mày có mấy đứa nhỏ kết hợp thôi nhé. Các bạn, tất cả các bạn ở clip sau nhé.